Hello, xin mến chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay em sẽ khui thùng cái con LA850 này cho một bác khách. Bác khách này thì cũng đã rất tin tưởng mua hàng bên em. Đó là anh Nguyễn Văn Thắng, anh ở Thanh Hóa các bác nhá. Con LA850. Cái này thì với các bác thì em sẽ như với bác khách này thì sẽ thêm 200.000 này, em sẽ bao ship anh em nhé. Sẽ bao ship, đây là mới nguyên hộp luôn, anh em có thể thấy rồi. Giờ là cũng là khui thùng luôn. Đó. Con này thì như anh em sẽ thấy là nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là chắc chắn. Nó có sử dụng là rắc 3 chân anh em nhé. Em sẽ chuyển cho anh em thành rắc 2 chân. Hoặc là anh em về anh em bẻ cái đầu này đi. Thì anh em sẽ được 2 chân như này anh em nhé. Về bẻ đi. Thì anh em sẽ dùng được 2 chân. Cái dây này nó rất là to. Ok em ạ. Đó. Rất là to. Cái dây sẽ sử dụng. Ở đây là nó anh em nhé. Con này thì nó chạy mạch Club 2H. Nó rất là gọn nhẹ anh em nhé, rất là gọn nhẹ. Với công suất của nó thì anh em chơi tốt 140, 130 hoặc là 230 thoải mái anh em nhé. 2 đôi 30 thoải mái luôn. Đấy, rất là đẹp. Đó, con này thì em cũng đã làm rất là nhiều các video về nó rồi anh em nhé. Ruột nó rất là đẹp. Nói chung là mới toanh toàn luôn. Và size của nó là size ngắn 38cm thôi, chưa được 38cm anh em nhé. Chưa được 38cm anh em có thể thấy. Đó. Đó. Bật nguồn test luôn. Đó. Test luôn. Mới bóc hộp luôn anh em nhé. Bóc hộp luôn. Đó. Đó, rất là. Cắm thêm rắc vào đi em. Cắm hai rắc vào. Đó. Anh em sẽ thấy. Em sẽ linh loa anh em nhé. Ở đây em sẽ linh loa cho anh em xem. Đây sẽ sử dụng một cặp KT12 và một cặp TVK12 anh em nhé. Đều là bát 30 hết. Đó. Có thể đánh tốt anh em nhé, đánh tốt luôn. Đó, đánh tốt luôn. Với con này thì công suất chuẩn là 800W rồi thì anh em có thể đánh mỗi một kênh này, anh em có thể đánh được một quả súc 50 anh em nhé. Mỗi một kênh có thể đánh được một quả súc 50 này. Đó, quả súc 50 này. Hoặc là anh em có thể chơi mỗi một kênh chơi một quả bát 40 hoặc một quả 440 và một quả bát 30 đều ok hết anh em nhé. 800W trên một kênh cơ mà. Đấy, công suất rất là lớn. Đấy. Đánh với hai cặp loa anh em nhé. Một cặp đây, cặp bên dưới và một cặp bên trên kia. Nó đánh tiếng nó rất là sái anh em nhé. Anh em có thể thấy đây. Em đấu trực tiếp vào từ điện thoại vào từ máy tính vào luôn anh em nhé. Từ máy tính vào luôn. Và còn dùng cái dây nó dài, nó quấn này. Và anh em có thể thấy đây. Rất là ok luôn anh em nhé. Đây thì anh em có thể dùng cầu xoắn hoặc dùng rắc này, nhưng mà bình thường em nghĩ là anh em nên dùng cầu xoắn anh em nhé. Quạt gió con này thì cực kỳ êm ái luôn. Cực kỳ êm ái luôn với quạt gió của nó. Rất là êm. Đó, rất là đẹp đúng không anh em? Mới vừa bóc hộp xong. Đó. Đó là nó dùng công suất thật anh em nhé, 800W là công suất thật đây. Đánh rất là căng anh em nhé, chơi từ máy tính ra thôi mà đánh nó căng, nó rõ tiếng như vậy. Anh em có thể thấy là rất là ok đúng không ạ? Với con này thì hiện tại em đang bán là 5 triệu. Đấy, thêm 200.000 em sẽ bao ship cho anh em. Đó, và tặng anh em một cặp dây Canon như này. Đấy, anh em ghép với thiết bị bên trên. Ok chưa ạ? Rất là ok đúng không ạ? Cặp dây này cũng rất là xịn anh em nhé. Anh em nhìn thế này thôi. Nhưng dây nó rất là xịn, dây nó rất là mềm anh em nhé. Đó, dây rất là mềm, xịn sò luôn. Dây lõi cực to. Đó, và giảm nhiễu cực kỳ tốt luôn anh em nhé. Đây, một cặp dây này anh em nhìn này. Đây là dây đầu nó bằng sắt luôn anh em nhé, chứ không phải là bằng nhựa đâu nhá. Xịn sò, cực kỳ xịn sò luôn đấy. Cặp dây này cực kỳ xịn, dây cũng nó là cũng là dây xịn luôn. Đó. Rất là mềm. Chất lượng luôn. Đó, thì với con 850 này, đấy. Thì bình thường em chỉ hay dùng 650 là nhiều. 850 này công suất nó rất là khỏe anh em nhé, rất là khỏe. Dùng cho gia đình thì vô tư anh em chơi hai cặp bát 30 ngon lành luôn. Đó. Hoặc là một kênh anh em chơi cặp bát 30, một kênh anh em chơi một cục súc 50 như này đều là ok vô tư luôn anh em nhé. Đấy, thoải mái chơi luôn.
Đấy, chúng ta chơi trong gia đình. Có nhu cầu mua hàng thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Nói chung là hàng này thì bao phê luôn rồi cho anh em rồi. Bao phê luôn. Bao lực. Đấy, nói chung là công suất thật mà. Cái size của nó là size ngắn anh em nhé. Anh em có thể thấy. Size ngắn. Đấy, chỉ 36 đến 38 cm thôi. Không dài hơn đâu. Và nó mạch nó rất là hay. Con này mạch cực kỳ là hay luôn anh em nhé. Mạch rất hay. Rất là đẹp luôn, mà ít những dòng trên thị trường có và giá bình dân thôi, giá 5 triệu anh em nhé. Thì anh em nào nhu cầu mua hàng anh em cứ liên hệ trực tiếp bên em anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau ạ.